Đứng bao lâu rồi? Bao lâu rồi? Bao lâu rồi? Bao lâu rồi? Ký nhiều? Ký 4 lần rồi. Đây là con sống đó phải không? Hả? Con sống đó phải không? Cá này cá đông mà. Cá đông lạnh đó hả? Ờ. Mua ở đâu ạ? Có đâu, nhà bán có kìa. Nhà bán ký nhiều? 40, 50 gì á. Quên mày. Mày bán mày còn quên đó mày. Không bán mày mất bán cái gì đó. Mày bán cái gì? Bán cái gì đó. Mày thấy ngon hay gọi làm gì ăn mày? Nó nướng kho ngon nướng này không? Không, bây giờ mình nướng xong mày ăn sao nè? Ăn với bánh chén với rau chứ sao? Vậy hả? Rồi ăn sao ngủ trời? Ngày ăn tối chắc lạnh hơn cái ngủ gì nữa. Nhìn ngon cái trời. Trời từ chân người đó. Chắc không? Nó đang ế nha bà con. Nè, này đang ế nè. Đó. Chạy. Ngày nào cũng bán hết cô. Dự chắc chắn là qua cái mùa dịch này mình sẽ trở thành một thợ nấu chuyên nghiệp về các món ăn tào lao. Chuẩn bị cho mình một ít tôm lột và mình xào lên sẵn, rồi mình vẫn tiếp tục bỏ tôm vô trong nồi và mình bỏ cua vô. Cái này không kêu bún cá được, kêu bún cua tôm quý vị. Đó, ai muốn ăn nói tiếng em nấu cho mọi người ăn nha. Mình ở quê mà đâu có biết vô mấy quán nướng xịn sò đâu, đành ăn giả vậy. Ăn tạm chú heo, thịt bò, rồi mình ướp rồi mình nướng. View thì đâu có được view đẹp, mấy bạn check in chụp hình đâu. View em nó view xong mà. View mà cầu ngồi quay mới dám đi luôn á. Đó, ăn đơn giản, nướng đơn giản thôi, hai vợ chồng ăn xương xương ít thôi nè. Đó, view đẹp lắm nha, đó thấy không. Cho mình mời các bạn cùng dùng cơm nha. Người nghèo, có gì ăn mấy thôi. Thì sáng nay thì mình có đi hái được bịch đu muối. Lúc trước mà vô tấp chuối thì mình bé quên tay và mình bảo chung những rau muống thì mình hái á. Đôi này 10 ngàn thôi đó. Rồi ba mình cứ dần lưới với lực ít cháp phi. Mình mua thêm ba loại những miếng mấy chả cà đó nhưng không mắm. Đó, đơn giản thôi bạn, nhưng mà mình ăn bát cơm nha. Quê mình có khi làm những đơn giản gì đó. Và hãy mua những ba loại này mình cũng dư miếng kho quẹt luôn đó. Mọi chung rồi đó, mới mua nè, sáng mua nè đó. Có đáng lâu chưa con kho nè. Giờ mình gấp nha. Buổi sáng là mưa đó. Lạnh nè. Covid nữa, còn mà đường không có ai đâu. Chỉ có gì mình dùng nấy thôi. Thôi mà các bạn ăn cơm cùng gia đình. Lệ hả? Có lệ. Của nhà đâu có. Có mồi nè mấy chơi. Nhà mồi nhậu kiếm mồi hoài. Nữa mồi hoài. Kéo mình đi chừng nào mới được nhậu nữa. Kêu mua mồi nữa. Mẹ xà quần mấy tiếng đồng hồ như có mồi nữa. Nông lửa hoài.